Hello, lại là Bình đây. Vâng, xin mời quý vị và các bạn, các quý vị cổ đông của tập đoàn giao thông thông minh, tập đoàn Ulysky Chain Technology, cũng như xin mời tất cả quý vị, các nhà đầu tư đang tìm kiếm cho mình cơ hội để nắm giữ cổ phần của một tập đoàn về công nghệ giao thông vận tải có quy mô lớn nhất trên toàn cầu và các cái chuyên gia đánh giá sẽ chiếm lĩnh từ 50 đến 70% thị phần của ngành giao thông vận tải trên toàn thế giới. Vâng thì kính thưa tất cả quý vị các bạn, các quý vị cổ đông của tập đoàn UST thân mến. Hôm nay thì trong các cái văn phòng cá nhân của các quý vị cổ đông, chúng ta đã thấy xuất hiện cái đồng hồ đếm ngược về cái thời gian để chúng ta thấy rằng là sẽ có những cái thay đổi về cái chương trình khuyến mại của chúng ta từ những cái phiếu X2 cho đến những cái phiếu X1,5. Và cụ thể cái thông tin này như thế nào thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng với Ngọc Bình chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết. Và trên màn hình đang hiển thị cái thời gian đếm ngược còn 13 ngày, 18 giờ, 18 phút và 33 giây trong cái thời gian Bình làm video này. Và ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu thông tin này như sau. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn thông tin này. Đây là cái thông tin ngày hôm qua, ngày 16 tháng 12 năm 2021, thì Ngọc Bình cập nhật cho quý vị để quý vị cổ đông nắm bắt được và để ra cho mình những cái lộ trình, rồi có thể có những cái kế hoạch tích lũy cổ phần của tập đoàn UST trong cái thời gian từ nay đến 30 tháng 12. Và cái điều kiện các cái hệ thống phiếu khuyến mại sẽ có những cái sự thay đổi sau ngày 30 tháng 12. Cụ thể này, như sau. Sau 23 giờ 55 phút giờ UTC cộng 3 ngày 30 tháng 12 năm 2021, trong văn phòng cá nhân sẽ bắt đầu áp dụng các điều kiện mới của hệ thống phiếu khuyến mại. Một trong số đó sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay. Các bạn có thể tặng phiếu khuyến mại đã nhận nhờ đầu tư cá nhân cho bất kỳ thành viên nào trong cấu trúc của mình, bao gồm cả người giới thiệu của bạn. Để bạn và đội ngũ của mình có thể chuẩn bị cho sự thay đổi các điều kiện, chúng tôi xin nêu về các cái thay đổi sắp tới. Thứ nhất là mức của phiếu khuyến mại sẽ giảm xuống. Đấy, chúng ta hãy lưu ý như vậy. Cái điều đầu tiên là cái chiết khấu của cái phiếu khuyến mại đấy sẽ giảm xuống. Như chúng ta đã biết là hiện nay thì cái phiếu khuyến mại 1,1 lần đấy, tức là 1,1x đấy, gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 10%. Phiếu khuyến mại 1,5 lần gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 50%. Phiếu khuyến mại 2 lần là 2x đấy, gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 100%. Thì sẽ thay đổi thành phiếu khuyến mại 1,1 lần gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 10%. Đó, phiếu khuyến mại 1,2 lần gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 20%. Phiếu khuyến mại 1,5 lần gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 50%. Quý vị có hình dung chỗ này không ạ? Vâng, tức là cái phiếu khuyến mại của chúng ta 1,1 lần ấy, hoặc là 1,2 lần ấy, hay là 1,5 lần ấy, thì thời hạn hiệu lực của các cái phiếu khuyến mại này sẽ giảm xuống. Đó, quý vị hình dung ạ. Hiện nay thì phiếu khuyến mại có được nhờ đầu tư và khối lượng cấu trúc có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày nhận. Hiện nay chúng ta đã biết là khi chúng ta có các cái phiếu khuyến mại mà xuất hiện trong văn phòng cá nhân ấy thì sẽ có cái thời gian 30 ngày cho cái phiếu này. Và cái phiếu khuyến mại được tặng từ bạn bè thì sẽ có hiệu lực là 7 ngày kể từ ngày tặng. Có nghĩa là chúng ta tặng cho đối tác của chúng ta có cái phiếu khuyến mại thì đối tác của chúng ta sẽ có thời gian là 7 ngày kể từ ngày chúng ta tặng để có thể là kích hoạt gói đầu tư. Phiếu khuyến mại nhờ đăng ký mới có hiệu lực 7 ngày kể từ khi đăng ký trong văn phòng cá nhân. Cái phiếu khuyến mại mà có hiệu lực 7 ngày ấy, mà khi chúng ta mới hoàn thành đăng ký thì chúng ta thấy xuất hiện ngay cái phiếu này.
và nó thường là 10% đấy ạ. Trong 7 ngày đầu tiên, nếu mà chúng ta kích hoạt gói thì chúng ta sẽ nhận được cái phiếu này. Thì nó sẽ thay đổi như sau. Đây chúng ta lưu ý này, cái hiệu lực nhá. Đây là chúng ta đang nói về cái hiệu lực của phiếu khuyến mại sẽ thay đổi rất là lớn đấy ạ. Với những cái phiếu mà 30 ngày này hay 7 ngày này thì sẽ thay đổi như sau này. Tất cả các phiếu khuyến mại sẽ có hiệu lực trong 72 giờ. Quý vị hình dung ạ. Như vậy là cái hiệu lực của phiếu khuyến mại này nó sẽ rút ngắn xuống rất là nhiều. Từ 30 ngày lại bây giờ rút xuống còn có bao nhiêu ạ? 72 giờ. 72 giờ có nghĩa là có 3 ngày thôi đấy ạ. Tất cả luôn đấy ạ. Từ cái phiếu mà chúng ta được nhận từ đối tác chúng ta tặng, hoặc là từ cái phiếu mà chúng ta nhận được do thu hút đầu tư có doanh số, doanh thu đấy ạ, thì đều đổi xuống, giảm xuống là còn có 72 giờ. Có nghĩa là chỉ có 3 ngày thôi. Áp dụng cho tất cả các phiếu. Quý vị nhá. Ngoài ra sau khi tặng thì bộ đếm thời gian của phiếu khuyến mại sẽ không được bỏ đi. Ví dụ nếu bạn đã tặng cho đối tác một phiếu khuyến mại mà chỉ còn hiệu lực 3 giờ thì người nhận sẽ có 3 giờ để tận dụng quà tặng này. Thế thì chúng ta phân tích một chút cái chỗ này như thế nào để quý vị hình dung. Hiện nay ví dụ như là trong cái giai đoạn bây giờ đấy, nếu quý vị có một cái phiếu X2 chẳng hạn mà cái ngày cuối cùng của quý vị là cái ngày hết hạn ấy, mà chúng ta tặng được cho đối tác của chúng ta, tuyến dưới chúng ta, thì cái đối tác trực tiếp tuyến dưới của chúng ta lại có thêm được 7 ngày kể từ cái ngày mà chúng ta tặng. Như vậy mặc dù là cái phiếu của chúng ta chỉ còn một ngày nữa là hết hạn, nhưng chúng ta tặng xuống đó, quý vị hình dung ạ, chúng ta tặng xuống thì chúng ta thấy đối tác vẫn được có thêm 7 ngày kể từ ngày mà chúng ta tặng cái phiếu đó. Như vậy là giãn dài ra cho đối tác của chúng ta. Nhưng tuy nhiên thì sau cái ngày 30 tháng 12 này nó sẽ thay đổi hoàn toàn đấy ạ. Ví dụ như là cái phiếu của Ngọc Bình có cái phiếu X2 chẳng hạn, ví dụ thế, mà còn hiệu lực chỉ có 3 giờ thôi, Bình tặng xuống cho cái nhà đầu tư, cho cái đối tác của Ngọc Bình tặng với cái hiệu lực 3 giờ thì đối tác cũng chỉ nhận được 3 giờ thôi, chứ không còn nhận được là 7 ngày như hiện nay nữa. Là sau 30 tháng 12 nó sẽ như vậy, quý vị hình dung ạ. Không có nghĩa là chúng ta kéo dài được cái phiếu này. Đó, chúng ta còn hiệu lực bao nhiêu ngày hay là bao nhiêu giờ thì gửi xuống đối tác của chúng ta cũng phải có cái hiệu lực của cái phiếu đó tương ứng. Đấy, chúng ta phải hình dung rõ như vậy. Để khi mà được người nào đó hoặc là được ai đó tặng cho quý vị một cái phiếu khuyến mại X2 hay 1,5, sau cái ngày 30 tháng 12 này nó sẽ không còn X2 nữa hay là 1,5 nữa, nhưng cái hiệu lực của nó ấy, có bao nhiêu ngày hay bao nhiêu giờ tặng xuống thì chúng ta phải tận dụng ngay, chứ không kéo dài được đâu ạ. Cái thứ ba, các điều kiện tặng phiếu khuyến mại được cập nhật mới. Ở trong cái ý thứ ba này thì có một cái vài cái ý nhỏ như sau. Cái ý nhỏ thứ nhất là các phiếu khuyến mại nhận được nhờ đầu tư cá nhân thì có thể tặng cho bất kỳ thành viên nào trong cấu trúc. Đó, nó có cái sự thay đổi rằng là các cái phiếu khuyến mại của chúng ta ấy, thì có thể là tặng được cho tất cả các cái thành viên trong cái chuỗi nhà đầu tư của mình, không kể là cái chuỗi đối tác cấp 1 hay cấp 2, cấp 3 gì đó, chúng ta đều tặng được. Nó giống như là cái việc mà cái chương trình vừa rồi đấy, cái chương trình đề xuất Expo Limited đấy, chúng ta có thể là tặng được cho tất cả các cái thành viên trong cái cấu trúc của chúng ta. Đó, thì trong đó nếu tặng phiếu khuyến mại cho người bên dưới trong cấu trúc thì người nhận sẽ không thể tặng chuyển tiếp nó nữa, chỉ có thể sử dụng phiếu này để đầu tư. Đấy, thì cái ý này như này ạ. Ví dụ Ngọc Bình có một cái phiếu khuyến mại, Ngọc Bình tặng xuống cho một đối tác của Ngọc Bình ở dưới của Ngọc Bình, thì người này chỉ được sử dụng, hoặc là nếu không sử dụng thì nó sẽ hết hạn, chứ không được chuyển tiếp. Có nghĩa là mình, cái người dưới của Ngọc Bình khi mà đã nhận được cái phiếu tặng này rồi cũng không được tặng cho bất kể ai, mà một là người đó sử dụng, hai là nó hết hạn thì đành phải chấp nhận, phải không ạ? Đây là cái ý là chúng ta phải hình dung ra như này. Thế thì tiếp theo, nếu tặng phiếu khuyến mại cho người phía trên trong cấu trúc thì người nhận sẽ có thể sử dụng phiếu hoặc tặng chuyển tiếp phiếu một lần lên phía trên hoặc xuống phía dưới theo cấu trúc. Phiếu khuyến mại được tặng chuyển tiếp chỉ có thể dùng để đầu tư. Đó, cái này rất là hay này. Thì trước kia thì chúng ta là ví dụ như Ngọc Bình có một cái phiếu khuyến mại thì Ngọc Bình chỉ tặng được những người trong hệ thống của Ngọc Bình từ dưới Ngọc Bình trở xuống.
Nhưng sau ngày 30 tháng 12 này thì có thể lại tặng ngược lên trên, tức là cái tuyến trên của Ngọc Bình đấy. Đó, ở đây nó nói rất là rõ vậy, là nếu tặng phiếu khuyến mại cho người phía trên trong cấu trúc, có nghĩa là Ngọc Bình sẽ tặng được cho cái người mà chia sẻ cơ hội nắm giữ cổ phần UST này ở trên Ngọc Bình tặng được, nhưng người này sẽ nhận có thể sử dụng cái phiếu này hoặc là chuyển tiếp phiếu một lần xuống phía dưới được. Có nghĩa là cái đối tác tuyến trên của Ngọc Bình nhận được, nếu Ngọc Bình tặng thì có thể là họ sử dụng, hoặc là họ không muốn sử dụng thì họ tặng được một lần. Đấy, tặng được một lần cho những cái người mà dưới hệ thống của họ. Đấy, rất là hay ở chỗ này đấy ạ. Tặng có thể chúng ta tặng ngược lên trên một lần đấy ạ. Và cái người nhận được ở tuyến trên của chúng ta có thể sử dụng, hoặc là không sử dụng thì có thể lại chuyển tiếp được một lần, tức là có thể tặng đi, tặng cái phiếu này cho một người ở dưới hệ thống được, chỉ được một lần thôi. Theo cái cấu trúc đấy ạ, vẫn theo cái hệ thống nhé, còn tặng ra ngoài là không được. Cái ý thứ hai là các phiếu khuyến mại nhận được nhờ đầu tư cá nhân. Đầu tư cá nhân là chúng ta thu hút được, ví dụ là chúng ta ở trên ấy, cái ý thứ nhất là nhờ đầu tư cá nhân này. Và cái phiếu thu hút nhờ được đầu tư cá nhân ấy, thì có thể tặng chỉ cho các thành viên của cấu trúc trong chuỗi cấp 1. Đó, chúng ta phải phân biệt vậy. Tức là cái phiếu khuyến mại mà chúng ta đầu tư, ví dụ như là hiện nay là 1.000 đô, thì sau khi chúng ta đầu tư 1.000 đô xong thì chúng ta nhận được một cái phiếu X2 ấy, thì chúng ta chỉ thể tặng được, chỉ có thể tặng được cho cái đối tác cấp 1 của chúng ta, tức là cái người trực tiếp dưới chúng ta thôi. Và những người nhận sẽ có thể sử dụng phiếu đầu tư nhưng không thể tặng chuyển tiếp nó. Đó, nó cũng vậy thôi. Tức là cái phiếu mà chúng ta đầu tư cá nhân ấy. Quý vị hình dung cho ý 2 này không ạ? Mình nói lại một chút nhé. Cái ý 2 này thì có nghĩa là ví dụ Ngọc Bình đầu tư 1.000 đô thì sẽ nhận được một cái phiếu X2 hiện nay đấy. Sẽ nhận được phiếu X2 và Bình chỉ tặng được cho cái người trực tiếp của Bình ở cái chuỗi cấp 1. Và cái người nhận được đó sẽ thể là đầu tư thôi, hoặc là không đầu tư thì nó hết hạn, không sao cả. Nhưng có thể là đầu tư nhưng không thể tặng được cho ai nữa, được không ạ? Cái ý thứ ba là các phiếu khuyến mại nhờ đăng ký văn phòng cá nhân không thể tặng cho ai khác. Ở cái ý thứ ba này có nghĩa là các nhà đầu tư của chúng ta mà khi mà đăng ký xong, xác minh xong ấy, thì chúng ta có một cái phiếu khuyến mại mà hiện nay là được 10% đấy, thì cái phiếu này không tặng cho ai được, chỉ có chúng ta sử dụng thôi. Đó. Và cái ý thứ tư là các phiếu khuyến mại được tặng từ các đối tác. Tất cả phụ thuộc vào cách mà người gửi đã nhận phiếu như thế nào. Nếu bạn đã được tặng phiếu khuyến mại mà người gửi đã nhận được từ các cái khoản đầu tư cá nhân, thì bạn có thể dùng nó để đầu tư hoặc tặng chuyển tiếp lên trên hay xuống dưới theo cấu trúc. Nhưng chỉ trong trường hợp nếu bạn ở trên, ở phía trên theo cấu trúc của người gửi. Còn nếu điều kiện này không được tuân thủ, phiếu khuyến mại sẽ không thể tặng chuyển tiếp được, chỉ có thể dùng để đầu tư. Thế thì cái ý này như nào ạ? Ý này là nếu bạn đã được tặng cái phiếu khuyến mại mà người đã gửi nhận được từ khoản đầu tư cá nhân ấy, thì có thể dùng nó để đầu tư, đúng không ạ? Tức là ví dụ Ngọc Bình tặng xuống cho một đối tác thì có thể dùng đầu tư, hoặc là tặng chuyển tiếp lên trên hay xuống dưới theo cấu trúc. Những cái trường hợp này thì nếu ở phía trên mà cấu trúc của người gửi ấy, tức là nếu cái điều kiện không tuân thủ thì phiếu khuyến mại sẽ không thể tặng được. Đấy, quý vị hình dung đấy ạ. Và không chuyển tiếp được. Chúng ta phải tuân thủ theo tức là theo cái cấu trúc đấy. Đó. Chỉ trong cái trường hợp nếu bạn ở phía trên cấu trúc của người gửi đấy. Nếu bạn đã được tặng phiếu khuyến mại mà người gửi đã nhận được nhờ thu hút đầu tư, thì bạn có thể sử dụng phiếu để đầu tư nhưng không thể tặng chuyển tiếp nó. Nếu bạn được tặng phiếu khuyến mại mà người gửi đã nhận được từ nhờ thu hút đầu tư. Đấy, có nghĩa là trong cái doanh thu ấy, mà chúng ta được cái phiếu mà chúng ta tặng được ấy, thì cái phiếu này có thể là sử dụng phiếu đầu tư và không thể tặng chuyển tiếp nó được. Đó. Cái ý thứ tư là số lượng các phiếu khuyến mại nhận được nhờ đầu tư cá nhân sẽ giảm xuống. Hiện nay ví dụ là có cái gói là 200 đô thì nhận được một phiếu 1.5 này, 1.000 đô thì nhận được một phiếu 2 là X2 này, rồi 5.000 đô thì nhận hai phiếu này, một phiếu X2 và một phiếu 1.5 này,
từ 25 ngàn đô thì có 3 phiếu này, một phiếu x2 này, à có 2 phiếu x2 này, một phiếu x1.5 này. Từ 50 ngàn đô thì chúng ta nhận được 3 phiếu này, là phiếu 3 phiếu x2 cả. Thì sau 30 tháng 12 này sẽ thay đổi là từ cái ví dụ chúng ta là gói 200 đô thì chúng ta chỉ nhận được một phiếu là có 1.2 thôi, nó rất là giảm xuống rồi. Giảm xuống từ 1.5 xuống 1.2. Nếu chúng ta đây này. Đó, 200 đô này. Thì đây này 200 đô giảm xuống có 1.2 thôi. Thì 1.000 đô thì nhận được một phiếu x2 thì ở đây 1.000 đô chỉ nhận được một phiếu 1.5 thôi. Đó, còn 5.000 đô ở trên này hiện nay đấy thì là một phiếu x2, một phiếu x1.5. Thì ở đây nó tụt xuống là 1.5 và 1.2. Cũng tương tự như vậy, gói là 25.000 đô thì nhận được 3 phiếu 3 phiếu thì có 2 phiếu 1.5 và 1 phiếu 1.2. Với cái gói 50.000 đô thì chúng ta nhận được 3 phiếu 1.5 và đều 3 phiếu 1.5. Như vậy là chúng ta nói tóm lại là sau 30 tháng 12 thì cái phiếu chúng ta nhận, phiếu khuyến mại cao nhất là chỉ được 1.5 lần thôi. Có nghĩa là không còn cái phiếu x2 nữa. Và cái phiếu 1.5 lần hiện nay thì sẽ giảm xuống còn 1.2. Nếu quý vị hình dung vậy cho đơn giản, dễ hiểu đúng không ạ? Cái ý thứ 5, các phiếu khuyến mại sẽ được cộng nhờ các cái khoản đầu tư thu hút được chứ không nhờ khối lượng trong cấu trúc. Đó. Theo các điều kiện mới thì các bạn sẽ nhận được các phiếu khuyến mại nhờ các khoản đầu tư thu hút được. Để đạt điều này cần mời vào chuỗi cấp 1 một người. Người này phải đầu tư trả góp hoặc trả ngay với tổng số tiền từ 500 đô. Số tiền này càng lớn thì bạn sẽ càng nhận được nhiều phiếu khuyến mại. 500 đô tới 999 đô nhận một phiếu 1.2. Đây là cái điều kiện để nhận phiếu nhờ thu hút đầu tư. Đấy, nhờ các khoản đầu tư thu hút được chứ không phải là nhờ khối lượng trong cấu trúc. Khối lượng trong cấu trúc ở đây là như nào? Khối lượng trong cấu trúc ở đây là bao nhiêu người đấy ạ? Đấy, không phải mà chúng ta nhờ cái số tiền đấy, số tiền mà thu hút được đầu tư đấy trong cái cấu trúc của chúng ta. Từ 500 đô đến 999 đô thì nhận được một phiếu 1.2. Từ 1.000 đô đến 2.999 đô nhận một phiếu 1.5. Từ 3.000 đô đến 4.999 đô thì nhận 2 phiếu 1.5. Và từ 5.000 đô thì chúng ta nhận được 3 phiếu 1.5 lần. Sẽ không cộng các phiếu cho khối lượng trong cấu trúc nữa. Như vậy, sau 30 tháng 12 năm 2021, các bạn có thể nhận phiếu khuyến mại qua 3 cách. Thứ nhất là nhờ đầu tư thu hút được. Thứ hai là nhờ đầu tư cá nhân. Và tiếp theo là quà tặng từ bạn bè. Tới trước khi các cái điều kiện mới được đưa vào có hiệu lực, bạn vẫn có thể nhận và sử dụng các phiếu khuyến mại theo các cái điều kiện cũ. Chỉ khác là giờ đây các phiếu khuyến mại có thể tặng cho mọi thành viên trong cấu trúc và người giới thiệu của bạn. Rất là hay là chúng ta được tặng cho các cái thành viên trong cấu trúc của chúng ta, không phải là duy nhất là đối tác trực tiếp của chúng ta nữa. Và người giới thiệu của bạn, các bạn tặng cả cho cả tuyến trên của chúng ta nữa đấy ạ. Ngoài ra thì sau 23:55 giờ UTC cộng 3 ngày 30 tháng 12 năm 2021, các phiếu khuyến mại mà bạn đã nhận được trước đây khi thay đổi các điều kiện sẽ vẫn được giữ không thay đổi. Và các cái điều kiện mới cũng không tác động lên các cái phiếu khuyến mại được nhận nhờ các cái thanh toán, các cái trả góp được mở trước ngày 30 tháng 12. Có nghĩa là khi bây giờ là các nhà đầu tư chúng ta có các phiếu khuyến mại mà chúng ta trả góp thì sau ngày 30 tháng 12 này thì chúng ta không bị ảnh hưởng gì. Chúng ta vẫn giữ nguyên, không thay đổi, quý vị nhá. Chính vì vậy là biết được cái thông tin này thì theo Ngọc Bình đây là một cái thông tin vô cùng là giá trị. Để chúng ta biết trước được cái chương trình các cái phiếu khuyến mại của chúng ta sẽ giảm xuống. Kể từ ngày 30 tháng 12, các cái điều kiện của hệ thống phiếu khuyến mại sẽ thay đổi như vậy. Nên là chúng ta hãy tranh thủ, hôm nay là ngày 17 tháng 12 rồi, còn có 13 ngày nữa thôi, thì chúng ta hãy tranh thủ để gia tăng cái số lượng cổ phần với các cái phiếu X2 và X1.5. Và sau 3 ngày 30 tháng 12 này thì cao nhất chỉ được là 1.5 lần thôi. Như vậy thì Ngọc Bình chúc tất cả quý vị các bạn, các quý vị cổ đông chúng ta sở hữu thật nhiều cổ phần của Tập đoàn Công nghệ Giao thông Thông minh, Tập đoàn Ulysses Sky Chain Technology trong cái thời gian này vô cùng là rất là hot rồi, phải không ạ? Và đây có lẽ là cũng là những cái món quà của Noel và những cái món quà năm mới mà tập đoàn đã gửi cho chúng ta. Chúng ta lưu ý trước là như vậy để chúng ta
có cái lộ trình, có cái kế hoạch để làm sao mà tối ưu nhất các cái phiếu khuyến mại để đạt được với một cái gói đầu tư hoặc là với một cái số vốn đầu tư như vậy, nhưng chúng ta được hưởng nhiều cổ phần hơn và được nhiều các cái quyền lợi hơn. Và sau ngày 30 tháng 12 năm 2021 này sẽ thay đổi đấy ạ. Vâng, thì đó là cái nội dung mà Ngọc Bình chia sẻ cho quý vị trong ngày hôm nay. Và nếu quý vị và các bạn thấy video này hay và hữu ích thì không quên like, rồi chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube của Ngọc Bình. Đây cũng là những cái nguồn động viên cho Ngọc Bình để tiếp tục ra những cái video tuyệt vời hơn nữa để dành cho tất cả quý vị cổ đông của tập đoàn Giao thông Thông minh, tập đoàn Ulisky Trinh Technology, cũng như để cung cấp cho quý nhà đầu tư những cái thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn nguồn nhất để chúng ta quyết định kịp thời nhất. Chỉ khi nào quý vị ra quyết định thì lúc đó số phận của quý vị mới được hình thành, phải không ạ? Vâng, Ngọc Bình xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.